Chúng ta tạo ra không gian và thời gian. Vấn: Tại sao Thượng Đế phải mất thời gian rất lâu để đáp lời cầu nguyện của một người? Sư phụ: Không mất thời gian lâu. Chính cái ý nghĩa là chúng ta cách biệt với Thượng Đế mới mất thời gian lâu. Và yếu tố thời gian của chiều vật chất này khiến nó cảm thấy lâu. Tôi sẽ giải thích. Để thể nghiệm sự hiện hữu vật chất như chúng ta đang sống hiện giờ, thì trước kia, khi chúng ta đồng nhất với Thượng Đế trên thiên đàng, chúng ta là Thượng Đế. Chúng ta đã tạo ra thời gian và không gian trên hành tinh này để thể nghiệm sự cách biệt với Thượng Đế. Hầu hợp nhất với Ngài trở lại và hưởng thụ hạnh phúc trở lại. Và mọi sự đã tiếp diễn như thế đó từ muôn đời. Chúng ta luôn luôn tạo ra cảnh giới mới và trải nghiệm mới để có thể nhớ lại chính mình là Thượng Đế và là một sáng tạo của Thượng Đế. Cho nên khi chúng ta ở trong cảnh giới này thì có thời gian và không gian. Đó là tại sao mọi vật cần thời gian để biến hóa và cần không gian để trở thành hiện thực. Tuy nhiên trên thiên đàng mọi thứ đều ở cùng nhau trong cùng một thời gian, cùng một không gian. Không bao giờ có sự cách biệt, không bao giờ. Thí dụ như tôi có tất cả những đóa hoa ở đây. Sư phụ chỉ bó hoa trước mặt. Vậy phải mất bao lâu để chúng hợp lại? Không mất chút thời gian nào cả. Chúng đã hợp nhất rồi, luôn luôn. Nhưng nếu tôi lấy ra một đóa hoa và đặt nó tại đây, sư phụ biểu thị, và bây giờ những đóa hoa này muốn đóa này hợp nhất với chúng, vậy phải mất bao lâu? Có thể là một giây. Sư phụ đặt đóa hoa trở vào bó. Quý vị thấy chứ, đây là cảnh giới mà chúng ta đang sống. Tất cả đều bị cách biệt bởi không gian và thời gian. Đó là vì đầu óc sáng tạo của chúng ta muốn nó như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta đã tạo ra nó rồi, chúng ta quên mất. Không sao, quý vị sẽ nhớ lại. Nếu quý vị thực hành pháp thiền Quán Âm, quý vị sẽ nhớ lại tất cả. Quý vị là ai? Vì sao chuyện gì đó xảy ra cho quý vị? Quý vị đã sáng tạo những gì và tại sao nó đến với quý vị? Bởi vì quý vị đã tạo ra nó. Đó là lý do tại sao trước kia tôi có nói rằng không hề có nạn nhân. Mọi việc xảy đến cho chúng ta đều do chúng ta tạo ra với mục đích tốt nhất, dù rằng bây giờ chúng ta không thấy điều này, bởi vì chúng ta đã chọn để quên đi. Hãy kiên nhẫn, lúc giảng sanh quý vị sẽ thấy điều này cho dù quý vị không tu pháp môn Quán Âm. Quý vị sẽ thấy rằng bất cứ gì quý vị ước muốn đều sẽ đến lập tức, bởi vì nó luôn luôn hiện hữu ở đó. Quý vị luôn luôn cùng với tất cả và tất cả luôn luôn cùng với quý vị. Đến lúc đó chúng ta đã vượt khỏi không gian và thời gian. Vào lúc chúng ta chuyển tiếp từ thế giới này đến nơi gọi là thiên giới, chúng ta vượt khỏi không gian và thời gian. Thân thể này là dụng cụ khởi động không gian và thời gian. Đó là tại sao những điều chúng ta ước muốn có vẻ như không đến ngay lập tức. Thí dụ như ở thiên đàng, nếu quý vị muốn đi đâu, chỉ cần nghĩ đến nơi đó và quý vị sẽ lập tức hiện ra tại đó. Nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Đó là lý do tất cả những chúng sinh thiên đàng và tất cả những người đã chết rất cẩn thận về những điều họ suy nghĩ. Họ biết rằng không nên nghĩ điều gì không tốt, bởi vì bất cứ gì họ nghĩ sẽ hiện ra ngay trước mặt họ. Nhưng ở đây, thí dụ, nếu tôi muốn chiếc xe thì phải mất thời gian. Chiếc xe ở nơi nào đó, ở chỗ đó, không phải ở đây. Tôi phải kiếm tiền trước, rồi phải đi đến đó hỏi giá, ký giấy tờ rồi lái xe về nhà. Cho nên nếu quý vị ngồi đây ướp chiếc xe, Thượng Đế cũng không thể đem nó đến ngay lập tức. Phải mất thời gian. Chúng ta có thể nghĩ rằng Thượng Đế không đáp lời cầu nguyện của mình, nhưng Ngài luôn luôn đáp ứng, chỉ là bây giờ hay sau này, tùy theo tình huống. Đó là lý do tất cả các kinh điển tôn giáo đều khuyên chúng ta nên luôn luôn giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Bởi vì bất cứ gì chúng ta nghĩ hay ước muốn, dù tốt hay xấu, sớm muộn gì sẽ trở thành sự thật. Thân thể vật chất này che không cho chúng ta thấy tất cả sự thật và chân lý, nên chúng ta nghĩ rằng bất cứ gì mình làm hoặc nghĩ trong bóng tối sẽ không có ai biết, nhưng mọi thứ sẽ trở lại với mình. Vì vậy, tất cả những giới luật của Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo hay bất cứ tôn giáo nào đều bảo quý vị chỉ làm việc tốt và nghĩ điều tốt, bởi vì bất cứ gì chúng ta làm và nghĩ sẽ trở lại với mình.
Rất dễ sợ khi chúng ta biết được sự vận hành của luật nhân quả. Rất dễ sợ. Nếu chúng ta có thể thật sự thấy được những điều này, chúng ta sẽ rất cẩn thận về những điều mình nghĩ và làm. Ma Dương chỉ tấn công nhục thể sư phụ. Vấn: sư phụ phải chịu đau khổ về thể xác để thu nhận nghiệp xấu của con người. Có phải điều đó có nghĩa là ở bệnh viện tâm linh, ngài cũng bị lực đen tối phủ định tấn công? Chúng thật sự tấn công thân thể tâm linh của ngài, và ngài đã chịu đựng điều đó hầu có thể xóa đi một số nghiệp xấu của con người. Hay ngài có thể đẩy lùi chúng một cách dễ dàng bằng hào quang tỏa rạng của mình? Sư phụ, tâm linh họ không tấn công, họ tấn công nhục thể. Bởi vì nếu nhục thể bị hư hại hay thương tích, cũng rất khó cho minh sư làm việc. Một công hai việc, chúng không thể tấn công tôi hay minh sư nào về tâm linh, chúng chỉ tấn công nhục thể. Và nhục thể ảnh hưởng đến cảm xúc và năng lực tinh thần. Giả sử vị minh sư bệnh nặng và nằm trên giường chờ chết hay nằm trên bàn mổ, vào lúc đó ông thật sự không thể làm việc tốt lắm. Làm ở một đẳng cấp cao thì khó, nhưng ở đẳng cấp vật chất, ông hầu như phải ngừng lại một thời gian. Vấn: chúng con có thể cầu những vị thần ở vũ trụ nguyên thủy, chúng con có thể cầu nguyện họ chăm sóc cho ngài không? Ví dụ vậy, họ có nghe chúng con không? Sư phụ, có thể họ nghe. Quý vị không nghe họ, nhưng họ nghe. Vấn: vậy chúng con sẽ cầu nguyện. Sư phụ, có điều họ sẽ thắc mắc cái gì vậy mà quý vị... Bởi vì đôi lúc không phải tất cả... Chỉ hội đồng là hiểu nhiều hơn, vì họ tiếp cận với vũ trụ bóng nhiều hơn, ở biên giới. Họ ở gần nên họ hiểu hơn, nhưng chúng sinh ở đó, các vị thần, công dân của Eosku, họ không biết nhiều. Họ không bận tâm với nỗi đau khổ của chúng ta. Họ không biết điều đó. Họ không biết điều đó. Họ không thấy điều đó, họ không nghe, nên quý vị có thể cầu nguyện với hội đồng. Vấn: chúng con sẽ cầu nguyện. Sư phụ, nếu quý vị muốn, nhưng không cần, cưng, cầu nguyện cho mình thôi. Tôi lớn rồi, tôi tự lo cho mình được. Tôi đã trưởng thành, nhưng cảm ơn quý vị rất nhiều đã thương yêu tử tế. Vấn: chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ngài, cho sự an toàn của ngài, và cho sự thiền định của ngài được an bình và mọi thứ. Sư phụ, được, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn. Thật sự, từ đáy lòng tôi, quý vị thật tử tế. Dù sao, cầu nguyện hội đồng của Eosku sẽ không hại gì, vì trong trường hợp đó quý vị cũng nhớ đến họ. Nghĩa là quý vị nhớ đến mọi phẩm chất cao đẹp nhất, điều đó tốt cho quý vị. Không nhất thiết phải cầu, nhưng nhớ tới họ thì tốt. Dù sao cũng không hại gì, nhưng đồng thời quý vị phải nhớ năm vị giáo chủ của năm thế giới, bởi vì đó là những gì mà quý vị sẽ phải đương đầu với. Làm theo lời dạy của Minh Sư. Vấn: sống trên thế gian này, nhiều điều phân tâm luôn kéo tâm trí chúng ta, và vì thế thật khó nhớ đến Thượng Đế trong từng giây phút. Ngay cả sau khi Sư Phụ nâng chúng con lên đẳng cấp cao, chúng con rơi xuống nhanh do thói quen của đầu óc. Đúng vậy. Làm sao chúng ta nhớ đến Thượng Đế mỗi giây phút để có thể thực sự trở về nhà? Sư phụ, tôi nghĩ quý vị dán ghi chú bất cứ nơi nào có thể thấy để giúp quý vị nhớ. Mở DVD về tâm linh để trước giường của quý vị. Mở băng thâu hình trên truyền hình. Trước giường và tủ lạnh, bếp lò, trên máy vi tính, vân vân. Làm bất cứ điều gì giúp ích nhé. Có lẽ điều đó sẽ giúp quý vị. Vấn: lòng chúng con luôn mong bày tỏ tình thương này đối với Thượng Đế và tất cả chúng sinh đồng loại trên địa cầu qua sự phục vụ, nhưng thường bị áp đảo bởi ngã chấp, sự ích kỷ và nhân quả của mình. Chúng ta làm sao vượt qua những trở ngại này mà nó đã theo mình đời đời kiếp kiếp, hầu trở thành một công cụ tốt hơn cho Thượng Đế? Chúng ta làm sao hiểu một cách sâu xa rằng chúng ta đều là một, khi thiền định không cho phép mình thấy xuyên qua bức màn? Sư phụ, đó là cái giá. Đó là cái giá để sống trên thế giới này và làm việc cho Thượng Đế. Không có gì là miễn phí, tôi đã nói rồi. Nhưng miễn là chúng ta làm việc cho Thượng Đế vẫn tốt hơn
là không làm việc cho Ngài. Dù chúng ta không thấy sự hợp nhất của tất cả, ít nhất trong trực giác chúng ta biết đó là thật, và chúng ta phải tin các vị minh sư xưa và nay. Khi các ngài nói vậy thì là vậy, và chúng ta tin những người tu hành khác xưa và nay, những người đã thấy được những thể nghiệm này, kể lại chúng ta nghe. Do đó chúng ta phải thiền, làm việc cho sự hợp nhất nhân loại và cứu vãn địa cầu là điều phải làm. Bởi vì không có điều đó, chúng ta sẽ ở trong tình trạng thậm chí tệ hơn, ngay cả rơi xuống thấp hơn. Và rồi thậm chí chúng ta không thiền được, thậm chí chúng ta không thể cầu nguyện lúc đó, và rồi thậm chí trực giác sẽ rời khỏi chúng ta. Cho nên chúng ta tuân theo giáo lý của các vị minh sư xưa và nay, tin lời của các ngài, vì các ngài không có lý do gì để dạy chúng ta điều không thật. Hơn nữa, điều đó hợp lý, và chúng ta có thể chứng minh. Ý tôi là về mặt trí thức. Cho nên ít nhất chúng ta phải tin các ngài, làm những gì các ngài nói, làm những gì các ngài đề nghị, làm những gì các ngài dạy, sống tốt, làm tốt, sống cao thượng. Thực hành điều các ngài dạy càng nhiều càng tốt trong hoàn cảnh và thời giờ của chúng ta. Thiền nhiều thêm để xóa những vết tích không tốt và chướng ngại không tốt. Phục vụ tha nhân trên danh nghĩa của Thượng Đế vào mọi lúc, một cách vô ngã. Và rồi từng chút một chúng ta sẽ thông suốt hơn. Không có gì là miễn phí cả. Linh hồn minh sư. Vấn: Thưa sư phụ, khi ngài ở đây trong nhục thể, sư phụ có thể cùng lúc đi xuống bằng nhục thể trong một vũ trụ vật chất khác chăng? Ví dụ điều gì sẽ xảy ra nếu có nhiều hơn một hành tinh đang bị khủng hoảng và cần lực lượng cao nhất đến cứu họ? Sư phụ: Có thể, được, có thể. Có rất nhiều thân thể vô sở bất tại. Vấn: Xin được biết hiện tại ngài cũng có mặt tại trên các hành tinh khác bằng nhục thể không? Sư phụ: Trời ơi, quý vị muốn biết quá nhiều thứ để làm gì? Nếu tôi nói có, làm sao để chứng minh với quý vị? Chúng con tin sư phụ. Chỉ cho vui thôi nhé. Có, tôi có. Linh hồn của minh sư không bị giới hạn vào một điểm. Linh hồn này vô sở bất tại. Đẳng cấp minh sư càng cao thì linh hồn có thể hiện diện ở càng nhiều nơi hơn. Điều này bình thường. Vấn: Chúng con xin được biết ngay lúc này sư phụ đang ở tại bao nhiêu tinh cầu vật chất? Sư phụ: rất nhiều, được chứ? Rất nhiều, do đó chúng ta cần rất nhiều tư quơ trưởng thành, không chỉ cho địa cầu này. Trong vũ trụ bóng có nhiều tinh cầu, thậm chí các tinh cầu vô hình họ cũng cần giúp đỡ, không chỉ tinh cầu hữu hình. Mỗi một ngôi sao mà quý vị thấy vào ban đêm, đó là một thế giới. Mỗi ngôi sao là một thế giới, mặc dù quý vị không thấy những chúng sinh trên đó, họ có ở đó. Có những chúng sinh, có chúng sinh ở trên mặt trăng, trên mặt trời, trên hỏa tinh, trên tất cả các ngôi sao. Thiền nhiều thêm là giải pháp duy nhất. Vấn: Con có nhiều cảm xúc vào những tình huống khác nhau, thí dụ như vui, buồn, thương, ghét, ghen tị, bực bội, áp lực, vân vân. Đôi khi thấy như con đang trưởng thành qua những kinh nghiệm này, nhưng đôi khi lại cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Con muốn biết những trường hợp như vậy, con phải có cách nhìn như thế nào? Sư phụ hiểu, đó là vì mình tu hành thêm nên từ trường của mình càng thanh tịnh, cho nên mình cảm thấy áp lực nhiều hơn trước kia. Quý vị mẫn cảm hơn đối với từ trường khác và sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, do đó càng bực bội. Mình càng nên thiền nhiều thêm nữa để có thể chịu đựng tất cả những sức ép, những bực dọc này. Đó là giải pháp duy nhất. Vấn: Như vậy thiền thêm là giải pháp duy nhất thưa sư phụ? Sư phụ: Phải, thiền thêm để cô càng ngày càng mạnh, mạnh hơn những áp lực. Đúng vậy. Sư phụ rất thông cảm với cô. Tôi biết cảm giác của cô. Tôi thật tình hiểu điều này, bởi vậy tôi mới dạy quý vị pháp môn này, để chống lại tất cả những khổ hạnh, những từ trường xấu chung quanh, và quý vị sẽ vượt qua, quý vị mạnh hơn là áp lực. Có điều lúc này thì cảm thấy như vậy, nhưng càng nhiều áp lực, quý vị sẽ càng mạnh hơn mỗi ngày. Quý vị đối đầu với nó, không lo lắng mà trực diện nó. Quý vị đối đầu với nó, quý vị giải quyết mọi vấn đề, từng cái một. Mục đích của các thân thể khác nhau. Vấn:
Thưa sư phụ, chúng con biết thân thể vật chất của mình chứa nhiều thân thể tâm linh. Ví dụ thân Atula có thể dùng trong thế giới Atula, nhưng mục đích của những thân thể tâm linh kia là gì? Sư phụ, đó là để dùng khi quý vị đi lên các cảnh giới tâm thức cao hơn. Có ngày quý vị sẽ phải đến đó. Quý vị sẽ đến đó, quý vị muốn thế. Rồi quý vị dùng thân thể đó thay vì thân thể này. Vì nếu dùng thân thể vật chất này, quý vị không thể đến đó. Và nếu dùng thân thể Atula, quý vị sẽ bị đốt cháy. Bởi vì đó là tần số khác, mức năng lượng khác, sẽ quá mạnh mẽ cho thân thể Atula nếu quý vị đến cảnh giới nhân quả, ví dụ vậy. Hoặc nếu dùng thân thể đẳng cấp thứ hai, nhân quả, mà muốn đi đến đẳng cấp thứ ba, thì không thể được. Đến đó quý vị mặc y phục khác. Giống như khi đi thăm vua và nữ hoàng, quý vị mặc y phục đẹp hơn. Đến cung điện, đến dạ tiệc, quý vị mặc y phục khác. Như hôm nay, năm mới, quý vị muốn gặp tôi, muốn mình nhìn đẹp, quý vị mặc y phục xinh đẹp. Khi quý vị đi lên những cảnh giới cao hơn, thân thể đó giúp quý vị có thêm lực lượng để đương đầu với thế giới này khi còn sống và cũng gia trì quý vị. Bởi vì mỗi thân thể có năng lượng, trí huệ và chức năng khác nhau. Càng lên cao, lực lượng càng mạnh hơn, trí huệ càng nhiều hơn, càng tốt hơn, nhiều chức năng đa dạng cho quý vị. Càng lên cao càng nhận được nhiều năng lượng, lực lượng, trí huệ và càng tốt hơn cho quý vị và thế giới quý vị sống. Vòng bảo vệ. Dấn, trong một buổi hội thảo trước, sư phụ nói rằng Ngài có thể đặt một vòng bảo vệ mới khắp thế giới để giúp trong thời điểm khó khăn này trên địa cầu. Vòng bảo vệ này hoạt động thế nào và việc đặt vòng mới này nó khiến sư phụ mất rất nhiều lực lượng không ạ? Sư phụ, nó hoạt động như bảo vệ địa cầu, để địa cầu không nổ tung. Đó là lần thứ hai. Lần đầu tôi đặt là cho hòa bình, lần thứ hai này là để bảo vệ địa cầu về mặt vật chất và để loài người bất cứ ai vẫn có thể sống ở đây, được an toàn. Để sao chổi sẽ không va chạm vào địa cầu, ví dụ vậy. Hoặc bão lửa mặt trời sẽ không đốt cháy thế giới của chúng ta. Nhiều thứ có thể xảy ra, hoặc sóng thần cao sẽ không phá hủy các thành phố. Và dĩ nhiên tôi phải trả giá một số. Vâng, Ngài đã hy sinh quá nhiều cho chúng con. Sư phụ, cũng tương tự như khi tôi nói chuyện với quý vị, tôi phải trả giá mỗi ngày cho mọi thứ, mọi lúc. Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng điều gì đó. Cũng có thắng bại nào đó. Nói theo cách khẳng định. Vâng, thế giới hiện nay có quá nhiều tội ác, quá nhiều bạo lực xảy ra giữa con người. Chúng ta nên làm gì để tôn trọng lẫn nhau hơn và tôn trọng mạng sống con người để không sát hại lẫn nhau, không đối xử tàn bạo và độc ác với nhau. Sư phụ, lúc nào cũng truyền bá thông điệp tình thương, luôn luôn tiến tới một cách khẳng định. Tốt hơn nên nói với các em nhỏ, cưng ơi, nói theo cách khẳng định, thay vì theo cách phủ định mà chúng ta thường làm. Thí dụ chúng ta nói đừng chơi dơ, nhưng chúng ta có thể nói cưng ơi, hãy giữ cho sạch sẽ. Và chữ sạch sẽ đi vào trong đầu, thay vì chữ dơ. Chữ đừng và nên không quan hệ gì. Chính cái tinh túy của câu nói mới quan trọng. Đa số người nói đừng chơi dơ, đừng thô lỗ, hay là đừng có phá, này kia kia nọ. Thay vì vậy nên nói hãy tử tế, hiền hòa, dịu dàng, tao nhã. Và rồi tinh túy của câu nói sẽ cô đọng lại là tử tế, hiền hòa, tao nhã. Và khi mọi thứ khác mất đi thì chỉ còn cái tinh túy ở lại. Chúng ta cứ nói với các em nhỏ, mày dơ quá, đừng thức khuya. Nên nói hãy đi ngủ sớm. Sư phụ cũng làm sai như vậy. Sư phụ cũng vẫn đang học hỏi. Trích đoạn từ các bài vấn đáp và các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.